Độc lạ Long Xuyên phát hiện ông chú lắp kính chiếu hậu mà người đi đường cứ ngỡ kính chiếu yêu. Bay ơi bay, bay ơi. Theo đó, ông chú đang chạy xe máy ngời ngời trên đường, vô cùng ung dung tự tại cùng với một chiếc kính chiếu hậu vô cùng độc lạ. Có 102 to bự gấp 3, gấp 4 lần một chiếc kính chiếu hậu bình thường. Người chạy xe không cần phải điều chỉnh vừa tầm mắt, cũng không cần phải nhọc lòng ngó nghiêng mới thấy được dòng xe ở phía sau, mà chỉ cần nhẹ nhàng ghé mắt qua sơ một cái là có thể soi hết được toàn bộ con đường ở phía sau, soi xa đến cả vài trăm mét, soi rõ ràng đến nét mặt của từng người, thậm chí là còn soi luôn cả hồng trần thế thái nhân gian, không khác gì chiếc kính chiếu yêu của chân nhân thái ất. Mặc dù đã cẩn thận gắn lên xe chiếc kính chiếu hậu siêu to khổng lồ, thế nhưng khi sang đường ông chú vẫn quay đầu nhìn lại mấy lần, cho đến khi cảm thấy thật sự an toàn rồi mới rẽ sang. Ngay khi nhìn thấy chiếc kính chiếu hậu trên xe của ông chú, những người đang ngồi trên ô tô chạy xe phía sau đã không thể nhịn được cười mà cười nghiêng ngả trên xe. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip cũng không thấy vô cùng lạ mắt, một vài bình luận được mọi người để lại. Chiếc gương chiếu hậu có thể soi được cả kiếp trước của bạn. Mắt hơi kém nên kính chiếu hậu cỡ này mới nhìn thấy được bay ơi. Cái gương dùng để soi tính cách và tâm hồn của người đi đường à. Chắc do hôm qua mới bị bắt lỗi vi phạm kính xe nên hôm nay cố tình gắn kiểu này á mà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.